Lien đã bác bỏ địa chất tâm linh học bằng cách mô tả hoạt động sôi động của Niagara, nhưng ông không có cách nào xác nhận tuổi của dòng thác. Có quá nhiều thứ phải làm. Lien đã dùng tất cả các công cụ mà ông có lúc đó, nhưng ông đã đi vào ngõ cụt. Hôm nay, các sinh viên của Kate Tingler đi theo bước chân Lien. Tôi nghĩ các bạn biết mình đang tìm gì, các bạn sẽ phải tìm những sườn dốc như thế này, bởi con ốc bị nước cuốn xuôi sườn dốc. Bắt đầu đi nào. Các nhà khoa học cuối cùng cũng sẽ biết được tuổi của thác Niagara. Họ còn có thể biết được nó đã cứa vào hẻm núi như thế nào nhờ vào những sứ giả nhỏ bé vượt thời gian này. Tôi nghĩ là mình đã tìm được một dấu hiệu. Đây là một con ốc nước ngọt nhỏ. Địa chất học được cách mạng hóa dựa vào phương pháp carbon. Theo phép ghi phổ khối lượng, con ốc mà Tingler tìm thấy không cần phải nặng hơn 50 mg cũng có thể xác định được tuổi. Mỗi nguyên tử đều bị tách rời, tăng tốc đến 10.000 km mỗi giây và dấu vết carbon phóng xạ được đếm theo từng giờ. Carbon 14 có tỷ lệ phân rã phóng xạ xác định, càng ít carbon thì mẫu xét nghiệm càng nhiều tuổi. Chúng ta có thể nhận biết được vị trí bờ sông Niagara như xem đồng hồ. Lien gần như đã tăng gấp 3 lần tuổi thọ thật của dòng thác. Trong thực tế, Niagara đã dịch chuyển đi 11 km chỉ trong 12.500 năm. Đó là một tỷ lệ dịch chuyển khá cao. Tôi nghĩ rằng thác Niagara có lẽ là thác nước có độ dịch chuyển nhanh nhất trên thế giới. Thời kỳ hoạt động mạnh nhất, Niagara có thể dịch chuyển đến 1,5 mét mỗi năm. Làm thế nào nó có thể di chuyển nhanh như vậy mà không tự phá hủy chính mình? Bên dưới dòng nước xiết có một khối đá lớn rất cứng chống xói mòn, bảo tồn độ cao cho thác. Miệng thác nhô ra khi những phiến đá diệp thạch mềm hơn bị chóc đi. Nhưng theo thời gian, đá bị thẩm thấu, gây ra nứt gãy, cắt miệng thác thành những tảng đá lớn. Hệ quả của quá trình này nằm ngay dưới chân thác Mỹ, làm chứng cho sức mạnh cuồn cuộn của dòng thác. Thác Niagara ngày nay có rất nhiều thác nhỏ. Mỗi bước đi trong hành trình, nó lại thay đổi hình dạng và kích thước, trở nên rực rỡ hơn. Tưởng tượng rằng chúng ta có thể trải nghiệm một Niagara của 1.000, 5.000, thậm chí hơn chục nghìn năm trước. Có một cách để làm được điều đó nhờ vào những dấu vết mà thác để lại cho chúng ta. Khi di chuyển, nó đã tạo ra rất nhiều lỗ, hay còn gọi là hố giảm sức dọc theo lòng sông. Để biết được các hố này sâu thế nào, các nhà khoa học có thể đo đạc hay thăm dò chiều sâu. Họ có thể biết được thác nước đã tạo ra chúng trông như thế nào. Hố giảm sức càng sâu, thác càng lớn và thời gian Niagara ở đó càng lâu hơn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề dễ dàng. Năm 1901, một người nhảy thác đã phải trả giá đắt cho bài học đó khi ông cố dò độ sâu của thác Niagara. Con thuyền Fool Killer, nghĩa là giết những kẻ ngốc của ông, được chính Edison quay phim lại. Nó đã chìm, không đo đạc được gì và cũng không kẻ ngốc nghếch nào bị giết cả. 4 năm sau, một nỗ lực khác không kém phần dũng cảm đã thu được kết quả. Nhà địa chất học Joseph Spencer là người đầu tiên đo được thành công độ sâu của Niagara. Ông mang theo những ghi chép của mình lên một chiếc thuyền buồm. Ông treo thiết bị bằng dây cáp nối vào gành. Có lẽ trong số các lần thử đo độ sâu, thú vị nhất là lần đo ở chính thác. Những gì Spencer làm rất đáng ngạc nhiên. Kỹ thuật rất đơn giản nhưng đó là một thử nghiệm đầy thách thức.
Như vậy, khi lấy ống lên, ông sẽ biết được phao đã chìm sâu bao nhiêu. Những bí ẩn của Niagara còn có cả chiều sâu. Về nhiều mặt, tôi nghĩ Spencer đã thử làm những điều chúng tôi đang làm lúc này. Ông đã cố gắng quan sát bức tranh toàn cảnh, cố liên hệ bức tranh đó với vùng ngũ hồ này. Anh có nhìn thấy phần màu cam không? Màu cam và màu đỏ tách biệt. Phần màu đỏ bị ướt, độ dài của nó tương ứng với độ sâu của hố giảm sức trong lòng thác. Rất thông minh, rất đơn giản. Tôi không nghĩ là có cách nào đơn giản hơn thế này nữa. Chúng tôi đã mô phỏng loại phương pháp này, nhưng tôi không cho rằng có cách nào trực tiếp đo được độ sâu cho đến giờ. Spencer đo được hố giảm sức ở chân thác móng ngựa sâu 21 mét. Cho đến nay, rất nhiều trong số những đo đạc kỹ lưỡng của ông vẫn là những con số cuối cùng trên bản đồ. Theo những lần nước sông lên xuống, một câu chuyện hùng tráng được hé mở. Các dòng sông băng trên trái đất ngày nay đã từng che phủ toàn bộ Bắc Mỹ. 14.000 năm trước, khi loài voi răng mấu còn dạo chơi trên lục địa, những tảng băng mới bắt đầu suy yếu và lùi dần về phương Bắc. Băng tan tạo thành những bể nước khổng lồ, nguồn gốc của ngũ hồ ngày nay. Băng tan cũng cuốn đi những vùng đất rộng lớn, nhưng một vách đá cứng vẫn trụ lại được. Vách Niagara, một vách núi dài 1.500 km vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Trên vách còn có một dòng chảy tuôn ra từ ngũ đại hồ. Niagara cũng bắt đầu từ một dòng nước như thế. 12.000 năm trước, thác Niagara chỉ lấy nước từ 3 trong số 5 hồ. Hàng nghìn năm trôi qua, mực nước thay đổi cùng với những dịch chuyển tinh tế trong lớp vỏ trái đất đã chuyển hướng nước hồ. Niagara thu hẹp rồi lớn rộng theo dòng chảy thất thường. 4.000 năm trước, thác bắt đầu giải phóng năng lượng. Nó tuôn trào từ một hẻm núi cổ xưa, dữ dằn cuốn đi những mảnh vụn lỏng lẻo. Có thể chỉ mất vài ngày, ngọn thác đã vươn ra hàng nghìn mét. Kể từ đó, vùng hồ ổn định hơn, nhưng Niagara lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Cách đây 700 năm, thác nước vẫn chưa tách đôi. Hãy thử nghĩ đến vẻ hùng vĩ của nó khi tất cả chỉ là một vách nước duy nhất, rộng đến 360 mét. Câu chuyện của Niagara được kể bởi những hẻm dốc viết trên những mặt đá và lòng sông. Thế nhưng, trên một khúc sông dài, câu chuyện đột nhiên im ắng. Chưa bao giờ người ta thăm dò được độ sâu của đoạn thác Niagara Glen. Dòng chảy ở đây quá hỗn loạn. Địa điểm du lịch rất hút khách này vẫn là bí mật của riêng dòng sông cho đến tận bây giờ. Chúng tôi hy vọng sẽ có một bức tranh về lòng thác, về kết cấu địa hình ở đó. Kettinger sẽ tiếp cận bằng một phương pháp công nghệ cao. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể. Công binh lục quân Hoa Kỳ đã hoàn thiện một công nghệ mới, phát hiện ánh sáng vào khoảng cách, hay còn gọi là LiDAR, sử dụng tia laser để đo độ sâu. Chúng ta sẽ thu được một khung cảnh ấn tượng đây.
Chỉ trong vòng vài giờ, LIDAR đã hoàn thành công việc mà các hệ thống định vị dưới nước bằng siêu âm phải mất nhiều ngày mới làm được. Với tốc độ 400 xung một giây, hai bức sóng laser được phát ra. Khoảng cách giữa sóng phản xạ bề mặt và sóng phản xạ đáy sẽ thể hiện độ sâu. Nhưng dòng sông không dễ dàng với ai như thế. Năng lượng có vẻ ổn. Các sóng phản xạ có vẻ khỏe, nhưng chúng ta không thu được sóng phản xạ đáy nào cả. Vấn đề không chỉ ở những gành đá mà còn có những yếu tố bất ngờ. Dòng sông này có vẻ như có bùn cát đóng băng. Nước sông chứa quá nhiều trầm tích. Nếu không đo được ở đây thì khúc sông tới cũng không đo được gì cả. Tôi nghĩ chúng ta phải dừng lại thôi. Các dữ liệu được xử lý gần như ngay lập tức. Tại trạm, số liệu sẽ được ghi lại và giải mã, nhưng kết quả không như mong đợi. Anh sẽ được quan sát một khu vực xung quanh đảo Nevi. Đây là một bức ảnh 3D của khu vực đó. Kết quả từ lòng sông bên trên ngọn thác đều rất tốt. Trong trường hợp đó, ta sẽ thu được rất nhiều sóng phản xạ. Màu sắc thay đổi cho biết độ sâu. Rất chi tiết phải không? Nhưng khúc dạo đầu chỉ để trêu đùa. Ngay khi đổ xuống thành thác, nước mang theo rất nhiều trầm tích. Công nghệ hiện đại này cũng không có tác dụng với những lớp bùn đất. Chúng ta không thể quan sát được bên trong bởi bản thân dòng nước đã phản xạ ánh sáng, giống như một mặt phản sáng. Và tình trạng này vẫn tiếp diễn cho đến tận hồ Ontario. Tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ rằng ít nhất họ cũng đo được một phần nào đó, nhưng kết quả lại không có gì cả. Thác nước là một thực thể khó nắm bắt. Những dòng thác thách thức tính kiên nhẫn và đập tan hy vọng của cả những người quyết tâm nhất. Nhưng nhiều người vẫn bị cuốn hút. Đây là tầng hầm nơi tôi tiến hành rất nhiều nghiên cứu về thác nước và lưu trữ tài liệu. Và đây là bạn tôi, anh Martin. Anh ấy đang quan sát bản đồ. Xin chào. Đầu tiên tôi sẽ cho anh xem một ít ảnh. Tôi có khoảng 1.200 cái. Ai cũng thích thác nước. Một số người cực kỳ yêu quý chúng. Trong số đó có Martin Stefanovski và Scott Eminger. Tôi thường nói với mọi người rằng tôi là một người nghiện thác. Tôi không biết, có thể đầu tôi có vấn đề. Đây là bộ sưu tập bưu ảnh của tôi, Brazil, Naui, New Jersey. Scott và Martin là những người săn thác. Mục tiêu của họ là khảo chứng mọi thác nước ở New York. Khi họ bắt đầu công việc, các tài liệu cho thấy có 64 thác nước. Đến nay, với sự giúp đỡ của những người cùng sở thích khác, số thác họ tìm được đã lớn hơn 10 lần con số chính thức. Có lẽ tôi đã định vị được gần 300 thác nước. Tại sao lại không nhỉ? Tại sao những người leo núi lại đi leo núi? Tôi thích các thác nước hơn. Đây là một trong những nơi tôi sẽ đến. Ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt lớn. Martin và Scott đã khám phá xong khu vực vách Niagara tại New York. Bây giờ, họ sẽ tiến tới lãnh thổ Canada. Quanh vách Niagara cũng là những tảng đá không thấm nước. Bất cứ dòng suối nào tuôn ra từ vùng đất này đều mang theo một lời hứa. Một con lạch. Bất cứ những gì rơi xuống từ vách đều đi theo dòng thác. C'est un peu plus difficile que je pensais, à cause de tous ces buissons qui encombrent le chemin. Catch it, Martin! The maps indicated to me le courant montre qu'on est en aval de la chute. Avant, on essayait de rester au sec. Trước đây, tôi thường cố giữ không để bị ướt bằng cách nhảy qua những phiến đá nhưng không thành công. Vì như vậy, rất trơn và dễ ngã.
Cách tốt nhất là bước thẳng xuống dòng nước. Tinh thần quyết tâm, thể lực sẵn sàng, nhưng họ phải phụ thuộc vào máy móc. Không bắt được GPS à? Trong rừng rất khó bắt, cây cối tùm quá. La journée n'a pas été perdue.